Trận chiến là màn vận vũ kinh điển của hai cao thủ chứa danh trên làng cờ tướng Trung Hoa. Thiếu hiệp khét tiếng tàn bạo bậc nhất Trịnh Duy Đồng và Thiên Mã Vương Mạnh Thần giải quốc thủ tái Trung Hoa năm 2017. Trong trận này thì Trịnh Lãnh Tiên đã phi tưởng mà xuất kích. Mạnh Thần tả pháo đóng thẳng vào trung lộ. Trịnh tới đây đưa ngựa nhảy lên mạnh mã 8 tấn 7. Trịnh phát triển mã cánh còn lại bình phong tròn. Mặc dù tiên thủ nhưng chọn cách phòng thủ để đối trận. Tới đây Mạnh Thần lấy xe bình 8. Hậu suất nhưng đường cờ lại mang tính chất tiến công. Trịnh Duy Đồng đưa C1 bình 2. Thì Mạnh Thần lại ngũ lục pháo trận. Giờ Trịnh lấy C8 đợi chờ. Sau khi Mạnh Thần nhảy mã cánh còn lại, Trịnh mau lẹ đưa phó tách biên trở thành tam bộ hổ. Để làm gì quân xây đường 8 có thể lộ diện trước, bù đắp lại việc khi mà xe pháo cánh bên kia đã bị đối phương giam cầm. Tới đây Mạnh Thần đưa C8 tấn cửa hạ ngay. Còn nếu như chẳng, tất nhiên là điều ngược lại. Khi pháo 2 chỉ cần tiến thẳng qua phong tỏa, cả hai xe của Mạnh Thần lúc đó sẽ khó thi triển, Trịnh sẽ chiếm hết về phần thượng ưu. Còn tới đây, Trịnh dùng binh 3 tấn 1, Mạnh Thần tiến chốt lên mới đổi. Trịnh đã sớm chấp nhận biến cơ này, xe 8 bình 7. Giờ đoạn là gì? Đưa xe 2 bình 3 giữ căn và chuẩn bị cho nước ngựa này có thể phóng lên. Việc kích đổi lấy quân xe mạnh của đối phương, Mạnh Thần bởi vậy mà xe 1 tấn 1 khởi hoành. Trịnh dùng binh 7 tiến 1, mở thông chốt cánh còn lại. Sau khi Mạnh Thần lấy C1 bình quả cung, quyết định của Trịnh là dùng mã 3 tiến 2 mới đổi. Không đổi thì sức ép vô cùng nặng nề, khi đối phương chỉ cần lấy C3 tấn thẳng 6 nước. Bởi vậy ngay tại đây, Mạnh Thần lấy xe này tấn đổi, tưởng quay đầu, rồi lại nhanh như cắt đưa xe 6 tấn kỳ hạ đuổi bắt cả đôi, tức là cả ngựa luôn cả chốt cánh bên kia. Trịnh đã dùng mã 2 tấn 3 thoát thân vội. Và đương nhiên về phía của Mạnh Thần, hoặc là lấy xe này nhân tiền mà diệt được chốt, có phải là sớm thu về thực lợi và cuộc cờ lại có một phần nào dễ chơi. Thật ra nếu như am tường về mặt bối trận thì đây là một cạm bẫy nho nhỏ về phía của kẻ tiên thủ, tức là tiếp tục sẽ là tưởng 3 tiến 5 đánh đuổi. Quân xe này còn hai cánh, hoặc là gì, thoái 1 để có thể rộng đường trong chức năng phòng thủ. Nhưng về phía của đỏ, xe 8 tấn thẳng 8 nước để chuẩn bị mã 3 tiến 5 diệt phó trúc lộ, giờ bành xe vào, quân ngựa đường 3 chính là mục tiêu. Bởi vậy đây chắc chắn là một thế trận không hề dễ chịu, cho dù đen có lời chốt nhưng quân lực lại co cùng. Cho nên cái còn lại là xe 3 tấn 1 thì sao? Sau khi về phía của đỏ, xe 8 tiến lên vẫn đe dọa ra nước cờ vậy, thì binh 3 tiến 1 có thể trổ đường mã nhảy lên được. Nhưng còn một cách khác là xe 8 bình 3 để đe tường. Và việc tiến công về phía cánh phải, đương nhiên rằng Trịnh Duy Đồng lại dễ dàng để thi triển. Mạnh Thần trong thực chiến thì đã gần như phát giác ra việc này. Đó cũng là lý do ngay tức khắc anh không phải là chém chốt vội, mà lại rời xe về đuổi mã của Trịnh. Trịnh đưa quân quay đầu ngay. Giờ Mạnh Thần dùng pháo 4 thoái 1 điều chuyển cho thế trận. Thấy đấy Trịnh Duy Đồng tưởng 7 đã bổ lên, chứ sau cũng cần phải làm, trung lộ khá trống trải. Mạnh vẫn dùng binh 5 tiến 1 ngay, cấp công để mở đường cho mã 3 phóng thẳng vào giữa, pháo đầu mã đổi, và kết hợp cho nước pháo này có thể oa tâm lúc nào cần. Tới đây Trịnh Duy Đồng xe 8 tiến 1 mạch để đe dọa. Mạnh Thần đã chủ động bệnh sang quá cung, rồi tiếp tục gác xi lên mà đánh đuổi. Trịnh vẫn sĩ 6 tiến 5 phòng ngự, rồi Mạnh cũng bổ xi lên đuổi xe. Trịnh tới đây đưa xe tháo chạy quay về hai trường, nhòm ngó vỏ binh, nhưng tất nhiên chưa thể nào ra tay vội. Âm mưu là gì? Mạnh Thần dùng pháo 6 bình 7. Trịnh tới đây đã trả lời cho nước cờ dùng binh 7 tiến 1 để có thể gây sức ép về phía đối phương. Nhưng tháo chạy cũng cực kỳ đơn giản, Mạnh Thần chỉ cần dâng xe lên đuổi bất trả. Quân ngựa này cho dù có thoát chạy cửa nào thì việc binh 3 tấn 1 thành thử nước cờ tiến binh của Trịnh đã bị phá sản hoàn toàn. Nhưng tới đây cuộc cờ bỗng chốc đi về một cao trào hấp dẫn hơn cả khi Trịnh pháo 2 bình 3 mới đổi. Nếu như đổi tức là pháo 7 này vọt lên, ngựa chỉ cần quay đầu lợi ra một tiên bớt xe, quân binh này không thể nào toàn mạng. Bởi vậy chiến ngựa đường 3 luôn cả mã còn lại, Mạnh Thần từ từ rơi vào thế thảm. Cho nên cũng là lý do đổi quân thì bại. Tới đây Mạnh Thần dùng mã 7 tiến 8 thoát thân, vẫn nhân tiện là dùng xe này đe dọa vào ngựa của đối phương. Trong cơ này Trịnh lấy chốt để tấn 1 để có thể vây đuổi. Mạnh Thần đưa mã 3 thoái về đường biên, pháo này có thể giữ căn, bởi vậy xe của Trịnh buộc phải chạy đi. Cho nên quân ngựa đường 2 Trịnh sớm muộn cũng phải tắc tử. Bởi vậy cũng là lý do mà Trịnh chỉ còn cách xe 8 quay đầu về, vừa có thể mới đổi. Và Mạnh Thần để nguyên vậy,
pháo này đã chém chốt. Thực chất là đòn cờ dùng pháo đê tường còn lại thành sát chiêu. Mọi việc mã 7 tấn 5 không được khi mà chiến xe đường 8 toi mạng. Cách ra tay của Mạnh Thần tranh thủ nhưng cũng rất cao cường. Tới đây Trình Duy Đồng đưa pháo rút chạy để thoát ngoài, lại bành đường 2, ngấm ngầm gây sức ép vào mã của đối phương vậy. Mạnh Thần dùng pháo 5 quay đầu, bảo toàn về thế công của mình, nhân tiện là tạo ra cuộc đổi. Trình gần như không còn cách nào khi ngửa đường 2 tới đây đã hết cửa chạy. Đành phải lấy pháo này tấn đổi và xe của mình diệt gọn gàng, đuổi pháo. Thì pháo lúc này lại kê vào đường sườn cách còn lại, giờ tiếp tục bành xe phục sát ngay. Trình đưa tướng quân xuất cung hóa giải, tưởng đã còn bất ngược lại xe, bởi vậy xe này đã tấn một, chuẩn bị có thể điều sang cánh bên kia, nơi pháo mã của đối phương chen trúc để lấy làm tâm điểm mà công kích vậy. Cho nên ngay tại đây cũng là lý do mà Trình buộc phải dùng pháo 4 quay đầu về. Giờ Mạnh Thần đã điều xe sang vỗ mặt. Quyết định của Trình Duy Đồng là sĩ 5 đã tấn lên để phòng ngự, còn không phải là tướng vào trung lộ. Tại vì sao? Trong hình cờ này Mạnh Thần pháo 7 tiến 1, chuẩn bị có thể điều sang để gây sức ép. Câu trả lời của Trình chính là đòn pháo biên quay đầu để chuẩn bị có thể điều vào bắt lấy xe. Bởi vậy nước pháo kê sang tạm thời chưa có làm được gì cả. Tới đây Mạnh Thần dùng xe 4 bành 3 đổi bắt lấy cả đôi. Thì Trình đã thủ sẵn trước cho việc này, chỉ cần lấy xe 8 bành 7 mới đổi. Và đây cũng là lý do tại vì sao tướng quân chẳng vào. Để làm gì quân xe vẫn còn một điểm, là dựa vào sức tưởng để có thể kích đổi. Và hẳn nhiên nếu như đổi được, Trình chiếm hết về thế tiên thổ. Thứ nhất, cũng còn thế tam tử nhưng Mạnh Thần quân ngựa còn lại để phát triển khi mà vướng bận vào chốt 7 trở nên khó khăn hơn cả. Và thứ hai, quân binh này chắc chắn là rơi vào tay của đối phương. Và thứ ba, mặc dù cũng có binh 5 nhưng cần ít nhất là vài tiên cờ thì mới có thể điều động. Cho nên ngay tại đây, Mạnh Thần lấy xe này rút chạy, tả sang đuổi vào pháo dườn. Sĩ quay đầu, rồi tiếp tục tường 3 tiến 5 phòng thủ. Và Trình Duy Đồng lạch xe vào ngay. Thấy vậy Mạnh Thần đã dùng xe 6 thoái về ba trường đuổi bót binh. Thì quân xe này tiến một mạch mới đổi. Không đổi thì tất nhiên tiếp tục lại mất chốt. Bởi vậy Mạnh Thần đành phải ra tay, chốt này tiêu diệt vào. Rồi tiếp tục dùng mã 1 tiến 3 xua ra trận. Còn nếu như chẳng, chốt lại lắc sang, quân ngựa này sớm muộn cũng sẽ cùng đường. Hoặc là quân binh này toi mạng cũng là một cách đánh thực dụng, mà Trình đương nhiên sẽ làm chủ thế trận. Còn tới đây, Trình vẫn lấy chốt 6 bành 7 đuổi ngựa. Ngựa này phóng thẳng vào trung lộ, rồi ra tay nhanh như cát, pháo này đã nổ chốt ngay. Tiếp tục thì Mạnh Thần mã 5 tấn 7, và Trình đưa pháo lánh thẳng ra biên để bắt vào binh còn lại. Quân binh này tất nhiên là khó giữ nổi, pháo 7 tạt biên để có thể mời đổi. Trình vẫn vậy, dùng pháo vọt lên ngay. Nếu như đổi quân chỉ cần dư ra đúng một chốt thì về phía của Trình cũng đủ để thắng được, huống hồ gì anh còn được tới hai. Cho hình cờ này Mạnh Thần cũng dùng pháo để quật chốt ngay, giữ lại mã. Tất nhiên đường hướng tiến công sẽ dễ dàng hơn so với chỉ còn cặp pháo trơ trọi. Còn tới đây Trình dùng pháo 1 bành sườn và Mạnh Thần đưa tưởng 5 đảo về. Để ngăn cản đối phương, pháo 6 tấn thẳng hai trường bịt lấy eo tường, rồi pháo biên cắm lên sức cục. Còn tới đây, Trình dùng pháo để quay đầu về, Mạnh Thần lệnh pháo ngay, chuẩn bị binh 5 cũng sẽ được yểm trợ. Và ngay lập tức Trình, tưởng 5 đã tấn 3 để ngăn chặn, Mạnh Thần mã 7 tiến 5, và Trình Duy Đồng dùng pháo 6 tấn 1 mời đổi. Không đổi mà về phía của Mạnh Thần, pháo 9 bành sườn. Để làm gì vậy khi mã 5 chỉ cần nhảy lên một nước thành sức cổ. Cho nên, Trình lấy tướng vào trung lộ giải sát ngay, rồi Mạnh mới đưa pháo tấn chạy sau. Trình Duy Đồng lại dùng binh tấn 1, Mạnh Thần pháo 4 bành 3. Trình tới đây, dùng mã 7 phi vào trung tâm, Mạnh Thần đã ém pháo vào để nhốt chặt. Quyết định của Trình là dùng pháo 9 bành 8 ngay lập tức, Mạnh Thần thì đã bổ lên một trung tưởng. Rồi Trình dùng binh còn lại cũng qua hà. Đây cũng là lý do tại vì sao đoạn vừa rồi Trình liên tục mời đổi quân cho được, khi anh đã có hai chốt đổ hà mà không có thế lực nào về phía của Mạnh Thần đủ sức để ngăn chặn. Tới đây Mạnh Thần mã 5 thoái về đường 7, rồi Trình đưa ngựa thúc lên để ngăn cản binh 5 tiến 1 bắt cả đôi. Còn tới đây Mạnh Thần lại dùng pháo để quay đầu, rồi Trình đưa pháo tấn 1, ngấm ngầm để chờ đợi cho đòn cờ mã 4 tiến 5 chém đi một trung tưởng, rồi bắt lại mã của đối thủ. Tới đây Mạnh Thần mã 7 nhảy ra cánh biên, và Trình Duy Đồng đưa tưởng 3 quay về trung tâm, rồi Mạnh mã 9 tấn 8 ngay.
Thấy vậy, Trịnh Duy Đồng đã dùng pháo quay về để phòng ngự, nước cờ hồi mã để Ngọa Tào không thể làm. Quyết định của Mạnh dùng pháo kê vào, mã này đe tường, tường buộc phải tấn chạy, rồi tiếp tục lại dùng pháo quay đầu ngay. Trịnh thấy vậy, dùng pháo 8 quay về hai nước để phòng ngự từ trước vậy. Sau khi Mạnh Thần có đảo mã về cũng chưa làm gì được cả. Tới đây Trịnh Duy Đồng cũng làm điều tương tự, mã 4 đã phi thành Ngọa Tào. Một cuộc cờ tàn pháo mã nhưng chẳng hề nhạt nhẽo chút nào. Đoạn về sau thì mọi thứ càng tiếp diễn càng sôi nổi. Thế nên Mạnh Thần đưa pháo 4 tạt ra đường 1 thì quân ngựa này mới có thể nhảy chiếu được. Thấy vậy, Trịnh Duy Đồng vẫn nhảy mã lên chiếu như bình thường, tướng quân xuất cung rồi đảo mã về chờ đợi. Mạnh Thần đưa mã quay về ngay, chuẩn bị có thể đe dọa vào trung tường, cho nên Trịnh lại phải rời tường về. Mạnh nhờ vậy mà đất đảo mã được thành công và chuẩn bị một nước cờ nhảy lên để quấy rối tiếp tục. Trịnh phớt lờ đưa binh này lệch vào trước, còn nếu như chẳng thì mất mạng. Và Mạnh Thần dùng pháo 5 tiến một ngay. Trịnh tới đây dùng binh tấn 1 thì Mạnh lại điều pháo vào để chờ cho việc dùng mã 2 tấn 3 nhảy chiếu trước. Tại vì chiến pháo đường 6 đã bị bít cửa, không thể nào lui về bọc lót kịp, đưa tướng quân xuất cung tất bại. Lúc đó chỉ cần điệp pháo mở thôi, cho nên bất bộ giang Trịnh phải bành pháo vào để ngăn cản. Mạnh vẫn nhảy mã lên, Trịnh Duy Đồng đưa ngựa cũng đảo về, ít nhất là bắt được một chốt thì pháo này lạch qua để cấm cản. Vậy Trịnh Duy Đồng bành chốt vào, Mạnh bành 5 tấn 1. Trịnh tới đây đưa tướng quân xuất cung, Mạnh đưa mã quay biên. Rồi Trịnh Duy Đồng pháo 6 bành 4 ngay, chuẩn bị ngấm ngầm cho một thế tiến công chẳng hề đơn giản. Cho nên Mạnh Thần tưởng 5 tiến 7 để ngăn cản, Trịnh chọn kích còn lại mã 3 tấn 1. Rồi sau khi đối phương đưa ngựa quay đầu thì bỏ mặc mà Trịnh cũng ngâm hở dùng mã 1 tấn 2 xuất kích ngay. Chuẩn bị tới đây sẽ là gì vậy? Nếu như ngay tại đây dùng mã này diệt pháo thì thế tàn này cũng thua. Mà chưa kể rằng đối phương thậm chí không phải là dùng tướng thượng lầu chém mã trước, mà chỉ cần đưa mã 2 quay về vỡ tường thì bại cục của Mạnh Thần càng tới nhanh hơn. Tại vì tới đây hoàn toàn có thể đe lấy một nước cờ là rất cục, cho nên chắc chắn biến cờ này Mạnh Thần sẽ phải bại. Chỉ còn cách là phòng ngự, lấy tường bày tháo chạy thoát thân. Và Trịnh vẫn đảo mã về. Qua một vài điểm trung chuyển thì quân ngựa này cuối cùng cũng đạt được vị trí trong mơ của Mạnh. Tới đây hoàn toàn có thể đe dọa vào tường đối thủ, tường 6 vào trung lộ thì Ngọa Tào tấn 3, tướng lại phải xuất công. Giờ tiếp tục lại chốt 8 bành 7. Mạnh Thần dùng mã này nhảy chiếu ngay, tướng vào trung lộ, rồi lại tiếp tục đưa pháo 2 thoái 3, nhân tiện vẫn đuổi pháo như thường, pháo này tấn chạy. Và theo luật cờ, hai nước cờ vừa rồi liên tiếp của Mạnh Thần phạm vào luật chốc mãi, cho nên đành phải tự thay đổi nước đi. Sau một lúc cứ làm đi làm lại, mã 3 quay về đường 2. Trịnh Duy Đồng dùng pháo 6 tấn thẳng lên đánh đuổi lại. Trong hình cờ này, Mạnh Thần đưa mã 2 tấn 3. Và quyết định khá bất ngờ của Trịnh là phế luôn cả pháo sườn mà chốt 6 đưa vào ngay để chuẩn bị một nước cờ kê sang đủ để xét cổ. Nhưng không còn cách nào cả, Mạnh Thần lấy mã này thủ tiêu. Và Trịnh bệnh chốt sang vỗ chiếu, sĩ này tấn lên, rồi tiếp tục lệch chốt sang, sĩ buộc phải quay đầu. Và rất dẻo là mã 3 rời về ngay, vẫn tìm ra cách hay để mời đổi. Sau khi tướng quân phải vào thì dùng mã này diệt pháo, bàn cờ đã chuyển ra một thế tàn, chắc chắn là bại. Tại vì không còn ngờ sức tiến công của Mạnh Thần gần như đã bị triệt tiêu. Đổi lại đôi pháo lúc này trở nên khó khăn, đổi lại thì đôi pháo lúc này cũng trở nên vất vả để phòng ngự. Quyết định của Mạnh Thần dùng pháo 5 bành đường 8 rút chạy, Trịnh đưa ngựa nhắm bắn ngay để chuẩn bị có thể nhảy chiếu trước, rồi chốt này lệch vào sau sát cổ. Cho nên chỉ còn cách đưa pháo 8 quay đầu về. Binh của Trịnh được lệnh đã tiếp cận để chuẩn bị thêm một nước cờ đủ để vô hiệu hóa hoàn toàn, cho nên pháo 8 buộc phải rút chạy. Giờ binh tiến 1, chuẩn bị là lắc vào đóng cửa cải then, chắc chắn là thua to. Cho nên chỉ còn cách tướng 5 xuất cung và Trịnh lệch chốt vào ngay. Mạnh tới đây dùng pháo để tấn 1, Trịnh tiếp tục bệnh chốt sang đe dọa, đương nhiên là cho việc chiếu trước, rồi mã nhảy sau vẫn thua trận. Cho nên tới đây về phía của Mạnh Thần cũng chỉ còn cách chốt 5 bệnh 6 mời đổi. Không đổi mà Trịnh vác pháo của mình rút chạy ngay, chuẩn bị có thể cầm đáy cũng đe dọa được. Mạnh Thần chốt 6 bệnh 5, nhưng đòn cờ kết thúc vô cùng tinh tế của Trịnh Duy Đồng chính là chốt 3 chiếu ngay. Mạnh Thần tới đây nhận thấy không còn cách nào để cầm cự một cách vẹn toàn, đành buông cờ mà thua. Tại vì tường 6 vào trung lộ thì mã nhảy tuyệt sát,
Còn tướng 61 tấn 1 cũng thua trận, pháo 9 tấn 3, mất pháo còn lại. Còn tiếp theo sẽ là một trận cờ sâu sát, đối công quyết liệt, hấp dẫn tới tận cùng. Lần gặp giữa Dũng tướng Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa và thân bằng Tây tướng Đô Vật tới từ Hà Bắc. Trong trận này Hứa lãnh tiền, pháo phải nhập trung, thân mã 8 tấn 7, Hứa đưa ngựa nhảy lên, thân tới đây binh 7 tiến 1. Hứa bình xe chủ động thì thân bằng theo xe ngay. Hứa lập tức tiến xe qua Hà thì thân bằng phi mã cánh bên kia. Chẳng làm điều gì khác, Hứa dùng binh 7 tiến 1 kiềm chế cánh còn lại. Giờ thân bằng đưa pháo tách biên, Hứa bình xe vào, thân lùi pháo 1. Hứa tới đây dùng mã 8 tấn 7 và thân bằng xe 8 tiến thẳng 8 nước. Một nước cờ đưa trận chiến về cảnh đối công kịch liệt khi tiến hành bịt eo tưởng để chuẩn bị pháo 9 binh 7 công đuổi. Và đương nhiên rằng trục ba của Hứa Đại Sư chính là tâm điểm. Tới đây, Hứa quyết định đánh trả bình nằm dốc lên ngay, pháo đầu mã đổi để chuẩn bị kỹ càng cho một đợt tiến công vào trung lộ khi một đối phương còn khá chống trải. Thân bằng đầu tiên lấy pháo nảy kê sang đuổi bắt xe. Hứa đưa xe rút chạy đúng lộ còn lại, rời thân bằng mã 7 tiến 8 ngay, đe ra một lúc tới vài âm mưu. Hoặc là dùng pháo này để chém chốt, hoặc là dùng binh 7 để tiến 1. Thứ nhất, ngựa này đang bắt xe. Thứ hai, sau khi chốt này ủi lên, quân mã lộ 3 luôn cả chiến tường, thì về phần của thân bằng lấy làm tâm điểm để phản kích với thế tam tử quy biên. Cho nên quyết định của Hứa ngay tại đây là xe 4 dâng hai trường đánh đuổi. Thân bằng thuận thế dương kiên, dùng pháo này để chém chốt, đe tưởng. Thì Hứa tới đây quyết định là mã 3 tiến 5, vừa rút ngòi vừa pháo đầu mã đổi như thế trận mà mình ấp ủ. Thân bằng bổ di lên phòng ngự. Hứa dùng binh 5 tràn qua Hà. Thứ nhất là thấy mảng binh, nhưng không phải chỉ mỗi vậy. Khi binh này tiêu diệt thì pháo quật lên trước, rồi ngựa sẽ phát triển sau. Chắc chắn thân bằng cũng chẳng hề dễ chịu với một thế tiến công quá rát. Cho nên ngay tại đây thân bằng lấy xe 8 bình 7 để đe tưởng. Quân tiểu này nếu như ném ra biên này, thì về phần của thân bằng chỉ cần lấy pháo 7 bình 8 hoặc là đưa xe 7 tạt ra đường 8 cũng đủ đe dọa. Cho nên nước cờ dương tiểu này Hứa không thể nào một nước mà có thể hóa giải đi những đợt tiến công của đối thủ. Quyết định khá bất ngờ của Hứa Đại Sư, mã 7 rời về ngay. Bởi vậy, một xe, một pháo của thân bằng tạm thời chưa có làm gì được cả. Kể cả nước ngựa dùng mã 8 thiên 9 cũng chỉ là tranh thực lợi, giờ chờ đợi vậy mà thôi. Cho nên tới đây thân bằng dùng pháo 2 quay về đuổi bớt xe để làm tròn về hàng tuyến sĩ tưởng. Sau khi Hứa lấy xe để thoái chạy, thì thân bằng tưởng 3 đã tấn lên củng cố trung lộ và chuẩn bị lấy xe 1 để xuất động ngay. Hứa bệnh chốt sang như là một đòn cờ có sự chuẩn bị đón lõng từ trước. Việc tới đây nếu như thân bằng lấy xe này bệnh sang thì Hứa làm gì? Chỉ cần muốn nước cờ tiếp tục lấy xe 4 bệnh 2 đổi bắt ngựa trước, mã 8 buộc phải quay đầu, rồi lại tưởng 3 tấn 1, chắc chắn là thân bằng sẽ phải bại. Tại vì tiếp theo nhìn thấy thủ đoàn đối phương chuẩn bị bắt chết một trong hai xe của mình mà không còn cách nào. Đầu tiên phải kể tới nước cờ là dùng pháo 8 quay đầu, đương nhiên xe đường 7 của thân bằng to mạng, cho nên còn vài cách để rút chạy. Hoặc là lấy xe 7 bình sườn tất rằng không ổn, tại vì pháo 5 chỉ cần lạch sang, pháo này thì đang còn bắt xe đáy. Và bởi vậy mà chiến ngựa hoàn toàn có thể đánh từ vào xe còn lại, thua to. Cho nên không thể nào rút chạy vào lỗ này, chắc chắn to mạng. Chỉ còn cách xe 7 tạt ra đường biên. Hứa làm gì? Pháo 8 bình 7 trước để chuẩn bị lấy xe bình 8 lộ diện, đổi vào pháo vào mã của đối thủ. Cho nên chỉ còn lựa chọn tấn pháo lên thì xe này vẫn cứ tạt ra như bình thường. Tiếp tục xe 4 bình 2 thì chỉ cần binh 7 tiến 1, kiểu gì thân bằng cũng sẽ phải vỡ trận cả. Cho nên cũng là lý do cho hình cờ ở trước cần phải giải vây cho quân lực của mình, không thể nào xem thường với những gì mà đối phương đang còn bày biển. Tới đây nếu như thân bằng lấy xe 1 bình 4 toi mạng, quyết định của thân bằng đưa pháo xuất vào ngay để chuẩn bị ngăn chặn nước pháo rơi hình của đối thủ và cũng như xe 1 bình 2 ra trận. Cho nên Hứa lấy xe bình 8 tranh thủ, thân bằng vẫn theo xe để giam cầm. Hứa lúc này tấn pháo một mảnh, nhưng cũng bởi vậy mà chiến xe của thân bằng đã được giải vây thành công. Xem như kế hoạch để vây ngụy cứu triều của thân bằng cũng đã thành công chút ít. Tới đây thân bằng dùng pháo này để chém tường và Hứa dùng mã 5 quay đầu về. Giờ thân bằng lấy xe tiến 1, xem như một pháo của thân đổi được tới 2, một mã và một tường. Nhưng điều này về hàng tuyến tấn công thì liệu có ý nghĩa gì khi chỉ đúng một xe trơ trọi là cắm được về hàng đáy của đối thủ để đe dọa?
còn mã tám tấn bảy thì cho dù có làm được thì sức tiến công cũng chẳng mấy cả. Đổi lại về chức năng phòng thủ thì sao? Hứa tới đây dùng binh 6 tiến 1, thành ra là một thế công áp đảo hoàn toàn. Cả xe, cả pháo lẫn ngựa ở cánh còn lại đều chính thức rơi vào thế thảm. Thân bằng gấp rút lấy xe 7 quay chạy về đúng 3 trường, đuổi mã trung tâm, thì xe 8 cao lên 3 nước giữ căn. Rồi lại dùng binh 5 tiến 1 thoát thân vội. Hứa đại sư xin 6 đỡ bổ, thân bằng đưa chốt ủi qua hà bắt xe. Tới đây Hứa chẳng ngần ngại lấy xe này bằng sang ba diện, rồi quyết định cho đoàn cờ không phải đổi. Khi mà tới đây đưa xe này thoái đổi thì mã 5 chỉ cần tiến 3, quân binh giữa trung lộ lại là mục tiêu, mà cho dù có dùng để tấn 1 thì bại cuộc vẫn tới như bình thường. Tại vì chỉ với trường này quân lực đã đủ để Hứa đại sư đàn áp đối phương, uy lực nhất là chốt 6 bệnh sơ đờ 7 chém chốt, ngựa quay đầu về. Rồi tiếp tục mã 3 tiến 2 chờ đợi trước vậy. Gần như thế trận của thân bằng cũng còn xe pháo mã đầy đủ, nhưng tê liệt hoàn toàn, sớm muộn gì cũng phải bỏ cờ nhận thua. Cho nên cũng là lý do ngay tại đây thân bằng lại bành xe vào một cuộc cờ đầy rẫy những sự vất vả. Hứa vẫn dùng pháo này để chém chốt được, rồi thân bằng đưa ngựa nhảy qua chia cắt tạm thời. Hứa ngay lập tức lấy pháo để quay đầu về, thân bằng lấy tướng quân xuất công phòng thủ ngồi. Sau khi Hứa dùng chốt này chém bành để nhân tiện đuổi mã của thân, mã của thân phóng ngược vào trung lộ tạo thế liên hoàn, thì Hứa bất ngờ tung ra một chiêu kịch độc, pháo 8 vỗ mặt ngay. Vừa chiều tướng vừa thí mạng, nhưng quân xe đường 2 mất đi và cũng là rớt cục. Bởi vậy sĩ không thể nào tấn diệt mà buộc lòng lấy pháo 4 bệnh 2. Một đòn cờ phản phong tỏa rất hay của Hứa đại sư. Khi việc pháo vỗ vào thì thành ra kết quả là ngược lại, tức là từ chỗ đoạn một xe của thân bằng kiềm chế cả pháo lẫn xe của Hứa Quốc Nghĩa, thì tới đây một xe của Hứa lại có thể giam cầm được pháo và xe của thân. Việc của Hứa là gì? Chỉ cần dùng pháo này quay chạy về. Chẳng những vậy, đây là một thế tiến công cực kỳ ác hiểm. Bởi vậy thân bằng tường 4 vào trung lộ. Còn nếu như chẳng thì chốt này chỉ cần lạch sang vừa chiếu và quân ngựa bởi vậy mà không còn có lối thoát. Còn tới đây thì mã 5 vẫn tuần 4 nhưng cũng chỉ là tạm bợ. Hứa tiếp tục lấy pháo 6 bành 3 đê tường sát cổ, tướng quân lại phải trốn chạy. Giờ đoàn pháo 3 bành 8 ngay, cứ sảng qua sảng lại tới lui một hồi, bại cục của thân bằng càng thấy chóng vánh hơn. Tới đây việc pháo 2 to mạng là chuyện không cần phải bàn, còn không thể nào lấy pháo này tấn đổi khi xe mất mạng và pháo cũng phải ra đi. Tướng thượng lầu thì đám chốt này cũng đủ để rớt cổ, đừng nói tới chuyện là xe pháo mã còn núp ở phía sau. Cho nên thân bằng dùng mã 4 tấn 3 rút chạy, vừa tìm cách đánh ngược vào mã trung lộ. Hứa chọn một cách phòng thủ rất quỷ dị, sĩ này đã tấn lên cấm cản. Bởi vậy không làm được gì, thân bằng đưa ngựa này quay đầu ngay. Cũng là một cách hay, tức là sau khi lấy xe này tấn 1 thì thành thử mã và kể cả pháo cũng không còn, Hứa lại là người mất mạng. Thì ra đây cũng là một cách phòng thủ hay, tại vì nếu như Hứa lấy xe này tấn 1 để ngăn cản pháo có thể bắt xe của mình, thì việc của thân bằng là xe 6 bằng 5 diệt mã trước, rồi tiếp tục lại bắt luôn cả pháo. Thành thử Hứa đại sư đoạn công sức vừa rồi đều đổ hết xuống sông xuống bể. Cho nên cũng là lý do ngay tại đây Hứa đưa pháo để trốn chạy, vừa vỗ chiếu trước tướng quân phải vào, rồi mới lấy xe này để tấn diệt sau. Thứ tự đã rất chuẩn, và thân bằng vẫn điều xe để bắt mã ngay. Xin này bổ lên, rồi tiếp tục đưa mã 6 tiến 4 thoát thân vội, nhân tiện là bắt luôn cả xe, nhòm pháo ít nhất là đổi được. Nhưng để ngăn chặn, Hứa chỉ cần lấy xe này quay đầu, chẳng những không nhúc nhích được mà đương nhiên rằng cũng đã bị giam cầm. Cho nên tới đây chỉ cần một xe, nhưng Hứa đã làm rất tốt về chức năng kiểm tỏa, làm cho cả xe, pháo và mã của thân bằng đều phải tê liệt. Xe pháo trên đường 2 cũng vậy, mà xe pháo ở trên đường ngang này thì cũng y chang. Quyết định của thân bằng dùng xe 2 điều vào, Hứa lấy xe này tấn diệt, và thân bằng cũng dùng xe chém chốt để đe dọa, dọa đánh thẳng vào tường sát chiêu. Cho nên tường này ném ra bên này đánh đuổi lại, và thân bằng dùng xe tấn 2 nước cũng chỉ để giam cầm vậy thôi. Nhân tiện tới đây đuổi vào pháo 8, thì Hứa lấy pháo 8 quay đầu rút chạy, thân bằng lấy tường đảo về để ngăn chặn cho một nước cờ lấy xe 8 tiến 1 thành ra rất cổ khi mà quân xe này có đoạt tường chẳng hạn. Còn tới đây Hứa lấy pháo để kê vào ngay, thân bằng tường 7 tấn 5, nhưng chắc chắn là bại. Hứa chỉ cần lấy xe quay đầu,
việc mất tiếp một quân là điều không thể nào tránh khỏi. Không làm sao mà có thể cầm cự. Khi đối phương đánh càng lâu, thực lợi lại hiện ra ngày càng nhiều. Hai xe và hai pháo, tất rằng đánh cho những gì còn lại của mãnh tướng Hà Bắc chỉ còn đúng cặp xe chơi chọi, một trận lên bờ xuống ruộng. Bởi vậy, nhận thua cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Những trận cờ hay. Còn video này chỉ tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.